đại diện ở vòng tứ kết. Đây sẽ là bước tiến rất lớn dành cho khu vực Bắc Mỹ ở thời điểm hiện tại. Đồng ý là họ vẫn là một khu vực major, nhưng mà với những cái màn trình diễn ở trong các vòng đầu tiên thì cảm giác như Bắc Mỹ phần nào đó bị lép vế một chút. Nhưng nếu như NRG có mặt ở tứ kết sau cặp B3 ngày hôm nay thì chắc chắn khu vực NA vẫn sẽ phải được xem xét lại về sức mạnh của mình. Đúng là như vậy. Seed 1 của NA mà đánh bại Seed 1 của EU thì chắc chắn là NA lớn hơn EU rồi. Đúng. Đó là như ngày hôm qua có một cái content mà mình coi được là thằng Zion đi phỏng vấn thằng Showmaker. Zion đi phỏng Zion của team Liquid đi phỏng vấn Showmaker, hỏi Showmaker là NA hay EU mạnh hơn. Giờ Showmaker trả lời là EU mạnh hơn. Thằng em mình nó cũng giống mình rồi. Showmaker vừa phán EU mạnh hơn cái này bị nát. Không hay. Cấm Sena vừa là cấm luôn cả Tamken. Và bên phía của NRG thì vẫn giữ nguyên những cái lực cấm của mình ở trong mấy đầu tiên. Họ cấm Kalista, họ cấm Raven, những vị tướng mạnh trong tay của Hazama. Cái vấn đề là Sena là có cái độ ổn định và an toàn cao và không yêu cầu xạ thủ có kỹ năng quá là cao trong việc xử lý nữa. Và do đó thì cấm đi Sena là lựa chọn an toàn và đúng đắn. Trong khi đó thì NRG quyết định của họ là cấm đi con bài Vigo trong tay của Yai để tránh việc là Yai ta gánh team quá mạnh mẽ trong ván thi đấu thứ hai này. Bây giờ thì Seiya được hở ra. Ngay cấm Senna, cấm Maokai, cấm Ori. Seiya để có thể mở ra được con Rakan dành cho bên phía của Zichu. Và Seiya mở bài. Phải chọn Rakan ở thời điểm hiện tại. Chứ để cho Zichu hoàn thành được cái form mà Seiya Rakan thêm Zavan ở trong 3 lượt đầu thì NRG sẽ hơi khó trong những cái lượt chọn được cho tụi mình. Ngay lập tức là họ hạn chế đi. Vẫn còn con Nico nha. Là chọn hai con tướng này về đơn của mình. Phía của NRG. Như vậy nếu có Rumble nữa thì NRG họ sẽ có combo combo khá là mạnh ở trong giao tranh tổng. Trong khi đó thì Zichu Sport bây giờ nếu như họ muốn cướp Ori thì bị cấm rồi. Còn con bài Rumble được hở ra và đây cũng là một vị tướng được đánh giá là rất OP ở chung kết thế giới năm nay. Liệu rằng họ có muốn chơi hay không, nhưng bây giờ họ đang quyết định nhá vào Hoàng đế Surima dành cho Cap và quyết định chuyển qua Poppy. Poppy Yai có thể cầm. Và đặc biệt là nếu như Cap hay Tam muốn đánh con bài Azir này thì Poppy tỷ lệ rất cao nó sẽ xuất hiện trong vai trò đi rừng. Hay. Rồi, bên phía của Zichu cũng đã hình thành được một cái form được xem là form Bobby bảo hiểm dành cho đội hình của mình ở khoảng Bobby counter đội hình của NRG đang khá nhiều nha. Và Rakan, có một dàn trắng Bobby ở Zavan. Đội hình của NRG đang theo cái form, đang theo cái hướng là giao tranh 5 năm. Thì Bobby nó sẽ phá giao tranh. Con Bobby cản lại. Bẻ đội hình. Và không chỉ thì nó sẽ vô hiệu hóa được đội hình của NRG. Mà rất sợ con Poppy kia về cái không thể. Nhưng mà NRG vẫn quyết định giao tranh 5 năm. NRG bây giờ họ quyết định nhồi thêm con Rumble nữa. Thì gần như là NRG sẽ bắt buộc bên phía của Izu phải cấm đi con Nico. Bây giờ họ cần cấm những vị tướng có khả năng là khắc chế của bạn ép này Nautilus. Nó ép bên phía Izu phải cấm Nico. Nhưng mà thằng Balafox nó còn con họ muốn chơi Salad khiến cho đối phương không có một vị tướng chơi an toàn thì họ có thể cấm vị tướng này. Salad biết vô đây vẫn được nha. Salad nó có Azir biết con Salad vẫn được. Chơi khô máu như là con bài là con Olaf ở đường trên. Do đó thì có thể họ cũng sẽ hướng tới lượt cấm Olaf. Bây giờ NRG quyết định họ cấm Kassante. Cấm Kassante. Có vẻ là cũng còn phải cân nhắc cấm cả Riton ở khu vực trên. Khi mà đây cũng là con tướng có áp lực vào con Rumble ở trong những tình huống mà Yai muốn tiến lên khu vực nữa trên bản đồ. Còn trong khi đó, như vậy là NRG đang cần rất là nhiều lượt cấm nha. Tại vì vẫn đang hở con Rail nằm trong tay của Mikis ở khu vực đó. Cấm Nico là đúng rồi nè. Rakan vào một vị tướng xạ thủ bất kỳ nào phía bên kia. Cấm Nico là NRG nó phải tính trước rồi. Nico trong tay Palafox Aita hoàn thành quá tốt nhiệm vụ ở trong vừa rồi. Còn bây giờ thì NRG họ sẽ còn một con xin ra trong trường hợp này nó sẽ hơi nguy hiểm một tí. Tại vì nó hơi thiếu cơ động á. Xin ra biết ở trong trường hợp này sẽ hơi khó tại vì có Bobby với Azir mà biết xin ra nó hơi khó chơi. Rồi thì đường trên dễ bị tấn công lắm. Cấm này, Salad ngon hơn. Thậm chí cả Darius nếu như họ sợ. Nếu như mình bên phía của NRG mình sẽ hướng về con Salad nhiều. Cấm Jack ở đường trên để giúp cho Rumble có một kèo đưa đường được đánh giá là ổn. Cấm Jack để có thể mồi cho BB chọn Rhythm ở khu vực đường trên. Và bên phía của NRG sẽ có những cái bước đáp trả ngược trở lại. Còn trong khi đó Zichu họ sẽ hạn chế cái gì ở khu vực đường giữa nữa mà thôi. Đi được với Azir tầm này lớp lăng thì... Nhưng mà lớp lăng thì lại không quá đẹp trong cái đội hình đến từ bên phía. Vâng, dấu tên nha. Không, Aphelios. Cấm đi Aphelios hợp lý. Bởi vì rõ ràng là họ không sợ những vị tướng có khả năng make play cùng với những khả năng lao vào mạnh mẽ mà họ cấm. Họ sợ những vị tướng có khả năng tạo nên đột biến ở dàn sau. Và quyết định của họ là cấm đi Aphelios là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn ở trong tiểu này. Talia được nhá dành cho NRG.
để đi cùng với cả Javan. Combo này Talia khó thực hiện. Được, Talia cũng được. Nhưng chúng ta sẽ cùng chờ xem là Talia đi với Azir có thực sự quá mà hiệu quả. Tôi nghĩ rằng Syndra là sẽ ok hơn ở trong nhóm này. Nhưng quyết định của họ đó chính là sử dụng Talia. Combo mà Javan kết hợp với Talia thì nó là hơi khó khăn một chút xíu. Khi mà combo kỳ Talia thì có khả năng tự bảo vệ tốt hơn con Syndra. Yêu cầu một cái độ chuẩn xác nhất định. Nhưng mà Talia sẽ bù được vào cái việc là có một mà nó thua sát thương hơn xíu. Ý phải là thua sát thương hơn mà nó là sát thương DPS. Hướng tới và Talia sẽ tạo ra những tình huống di chuyển ra hai khu vực cánh ở khoảng thời gian khi mà vị tướng này đạt được cấp độ 6. Còn trong khi đó bên phía của Jisoo, họ không chọn được, họ chọn vào Nautilus ở khu vực đường dưới dành cho Mikis. Và con bài ở khu vực đường trên mà Jisoo muốn chọn dành cho Brooklyn sẽ là gì đây? Volibear thì hôm trước là gì ta? Một người chơi tôi nhớ Adam anh ta đã thua trong kèo đấu Rumble trong tay của người chơi đường trên của DJ Plus kia là Kaga rồi. Và quyết định của họ là On. Một đội hình phải gọi là siêu lết dành cho Jisoo Sport. AD gì? Lết kinh khủng lắm. Nhưng mà đầu lê game họ sẽ xử lý như thế nào trong giai đoạn đi lane? Đây còn LG họ đang muốn nhá vào. Nhìn Netreal thấy ghê anh em. Khi mà FBI anh ta chơi vị tướng này rất nhiều ở trong thời điểm mà anh ta thi đấu tại FCS. CB thì ở dễ chơi hơn, CB an toàn hơn. Caitlyn, thực ra tôi nghĩ trong những số những vị tướng này thì Nila với cả con bài CB dễ chơi nhất hơn cả. Còn Caitlyn với con bài Ezreal thì nó lại không hợp lý cho lắm. Và quyết định của họ đó là CV ở trong tiểu này. CV để có thể hướng đến cái sự an toàn dành cho bên phía của NRG ở khoảng thời gian tầm đầu và về sau của ván đấu, vẫn có cái bảo hiểm về lượng sát thương. Ừ, FBI hơi có nét giống Hoài Lâm. Về sau cho bên phía của NRG. Còn trong khi đó đến FBI với thằng Lai là một đội hai thằng giống nhau như anh em luôn. Nhiều thời gian. Đúng nhưng rồi. Họ cũng có cái nhịp để có thể tấn công nhất. Lai với lại thằng FBI nhìn rất giống. Họ sẽ đánh xoay quanh ở khu vực ở dưới và để cho Brokenless tự chơi ở khu vực ở trên. Nhưng mà anh Chí à, khi mà Jisoo Sport đánh đội hình lết thì tôi lại không thấy yên tâm cho lắm. Tôi sợ những cái gì mà họ đã làm ở thời điểm mà đối phương dẫn trước ở tầm khoảng phút thứ 10 trong ván thi đấu trước đó. Và tôi cũng sợ rằng Jisoo Sport họ làm đúng những cái gì mà họ đã làm ở trong ván thi đấu trước đó tới ván thi đấu này. Còn NRG, đội hình của họ là một đội hình humbo combo khá đẹp, nhưng bên kia có cực kỳ nhiều vị tướng có khả năng khống chế, khả năng lao vào. Đúng. Đó là một cái sự khác biệt giữa hai đội hình này. Wombo combo đối đầu với một đội hình mà có khả năng có một chút counter và về late game. Thì nếu như mà NRG họ muốn làm thì họ phải làm lẹ. Họ để một tình huống mà bắt không được một đối phương là chắc chắn là NRG họ sẽ thất bại. Và đội hình của họ CV sẽ hai game 2 game 2 lại sẽ lao lên. Một đội hình có một cái chiến thuật rõ ràng từ bên phía của NRG. Và cái vấn đề về đội hình á thì tôi cảm giác hai bên chọn một đội hình. Nói chung là một con tướng khi mà nó xuất hiện nó không cần phải được thay đổi gì đâu. Giờ đơn giản tụi nó đánh tụi nó thấy mạnh hoặc phòng thằng nào đó đánh thấy mạnh rồi nó bắt chước nhau đánh. Với lại CV là một con dễ để đội hình này, đội hình combo combo nè. Hy vọng là họ ít đúng rồi chạy tới giao tranh. Con CV là con dễ chơi nhất, với lại nó đã cấm khá là nhiều xạ thủ rồi. Vẫn đang thực hiện đúng được cấm 4 xạ thủ của mình đề ra. Và giờ chúng ta chính thức đến với ván đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa Jisoo và NRG khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về NRG. Rất bất ngờ phải không nào? NRG đã vươn lên dẫn trước với tỷ số là 1-0 trước Jisoo Sport, một đội tuyển được đánh giá là mạnh hơn so với đối phương. Và rất mong quý vị và các bạn có thể để ra một lượt like, một lượt subscribe dành cho kênh VZ là điện thoại. Và đặc biệt là sau cặp thi đấu này, chúng ta sẽ có đại chiến Trung Hàn BLG đối đầu với cả T1. Một cặp đấu cực kỳ cân tài và cân sức. Và chắc chắn rồi thi đấu đó sẽ là tâm điểm. Mặc dù là hay hai những đội hình này là đội hình No Die Can Win. Thi đấu thứ hai, Jisoo Sport họ sẽ ở đội xanh. Không biết là Jisoo đánh đội hình No Die Can Win như nào bài của Broken Led trong việc trước NRG. Đội hình bên kia thì cũng không cần gấp, nhưng mà không, bên phía đánh xoay quanh mục tiêu thôi, đi đường bình thường, không cần tạo đột biến, găng được găng được thôi. Ở khu vực đường giữa để có thể đối đầu với lại Palafox ở phía bên kia, đây là thứ chúng ta thường thấy trong một con Azir muốn tạo ra được khả năng đẩy đường trong khoảng thời gian ban đầu. Và thậm chí là Cap ấy ta còn cầm mưa kiếm ở trong ván thi đấu này, nó sẽ giúp cho khả năng đi đường của Cap được đánh giá là vượt trội hơn so với việc là anh ta cầm những cái gọc siêu cấp khác. Yai cầm một tăng tốc pha với cả một con Moppy, và chúng ta sẽ cùng chờ xem những cái vòng rừng, những cái đường di chuyển của Yai sẽ đột biến như thế nào. Broken Blade chắc chắn rồi đó là một cái quyền năng. Còn Dup là đòn phủ đầu. Đòn phủ đầu với cả một con Rumble đường trên đối đầu với cả một cái kèo on này. Trong khi đó thì Palafox là một cái tăng tốc pha, và FBI là một cái nhịp độ chết người, và Ixna là một cái hộ vệ. Liên tục là một cái tình huống cố gắng tạo ra áp lực ở khu vực đường giữa của Cap, và anh ta đã tạo ra được cái thế đẩy đường trước so với Palafox ở phía bên kia. Ở đường trên nhìn về lượng máu này thì tôi đoán là Đốc La anh ta mới là người bị tấn công trước. Liên tục là lên tấn công. Hai con khỏi lửa nhau buồn cười ha. Đốc La mất đi một cái lượng máu tương đối. 41 kháng phép kìa. Anh ta tận dụng quyền năng bất diệt cùng với cả Khiên Doran và ngọn gió thứ hai rất là tốt nha. Anh ta đang có những cái lợi thế về máu trước đối phương. Như Rumble có tên nhưng giấu nha. Không thực sự mạnh.
Rumble tầm mạnh nhất thì tầm phải tầm 4 cấp độ 4, cấp độ 5. 2 đến 3 điểm của Chiêu Quỳ và sau đó thì đỏ nằm lao lên sấy là rất đau. Bây giờ Broken Blade tận dụng được đó, anh ta đang tạo ra một thế lính đẩy ở bên trên này. Hay. Và tấn công luôn, lính rất đó. Nhiều và độc lao rèn vô người rất nó. Nhiều máu. 200 máu còn lại. Đúng là như vậy, một tình huống mà tạo ra vùng địa hình để tung ra một cái cú hút cực kỳ đẹp đến từ Broken Blade. Lấy đi những cái lượng máu đến từ Rockla và khiến cho cái giai đoạn đi lane của một con Orc này dễ dàng hơn rất nhiều nha. Còn đường dưới thì sao, Hasama cùng với cả Vikic anh ta tạo ra một thế đẩy. CV ở thời điểm đầu ván đấu thì cái tầm sải tay của nó khá là ngắn. Do đó thì cái lượng sát thương, hơn nữa cái lượng sát thương cũng không nhiều nên là bị đẩy là hoàn toàn đủ gắn thôi. Vòng rừng của Poppy. Yeah, anh ta farm xong 3 bãi quái rừng ở bỏ xe để trao đổi luôn. Anh ta chạy lên rừng trên. Trong Sama khi em đường lại nhỉ? Cũng sẽ là 3 bãi trên và đẩy xuống dưới. Như vậy là họ đều khởi điểm. Hai lane của Zichu mất hai con xe. Ơi. Tấn công bằng của FBI. Anh ta mất con xe. Và Pharaoh Rocklet hình như là quy không thật sự chuẩn xác đúng thời gian. Nhưng mà cái trò hiến tế xe này không biết là có hiệu nghiệm dành cho Zichu ở trong bài đấu này hay không nữa. Đang định rèn, không biết là rèn cái gì đây, rèn hồng. Giỏi quá, hút đầu rồi đã. Vải đi, áo trong vải có vẻ là hơi đắt. Nhưng bây giờ anh ta vẫn chưa rèn được trong chỗ này, nhưng ai đâu muốn lên được đường trên. Giả bộ hút hụt cho đối phương chủ quan. Poppy ganh ở thời điểm đầu bàn đấu nó sẽ cực kỳ nguy hiểm luôn. Với những tình huống ủi vai và tường. Ôi, cái thế lính này đang tương đối khó dành cho Dokla nha. Và Yai chỉ cần tiếp cận thôi thì Dokla nhiều khả năng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Dokla đang rất cẩn trọng khi mà thấy được dựng cái cột lên cho ủi hả? Dựng cái cột cho ủi. Và một con mắt cắm ra, Dokla sẽ tạm thời có được một chút thông tin ở gần. Rồi. Và đã phát hiện ra vị trí tầm nhìn của Yai rồi. Còn đường dưới sao nào? Giữ cho thành công và hai bên đều giữ chân nhau. Ixna sẽ lùi về một nhịp. Và tạm thời là sẽ hồi máu được một chút xíu và bóp đi những cái lượng năng lượng của Hasama tương đối nhiều nha, giúp cho FBI có thể trụ lane dễ dàng hơn. Đây là thời điểm mà CV bắt đầu dễ dàng hơn cho việc trụ lane rồi, khi mà anh ta có được những cái điểm quá ngon, cái khiên phép trên người và những cái điểm của cái Bugumbra. Còn bây giờ thì con thêm bãi chim sau nữa, farm xong 6 bãi quái rừng, 7 bãi quái rừng cả con cua, thì anh ta chạy thẳng vào bãi chim của đối phương. Yai bắt đầu chạy bộ xuống đường dưới này, khu vực rừng dưới này, và anh ta mất luôn bãi chim. Không kịp. Ngon cho contract. Cảm giác là Yai ngày hôm nay có một cái vòng rừng nó không thật sự tối ưu. Ở trong vòng rừng đầu anh ta di chuyển muốn găng lên khu vực ở trên nhưng không thành công, và giờ lại di chuyển xuống khu vực ở dưới. Thực ra là cái vòng rừng của Poppy thường là như vậy anh chị à, thường sẽ can thiệp rất là sớm ra đường. Nhưng mà NRG họ tỉnh táo đường trên, lốc la không bị ganh ở pha tiêu đó, và nó giúp cho contract biết được rằng đối phương sẽ khởi điểm bãi con rừng nào trước, và contract anh ta đi thẳng vào rừng đối phương. Tấn công ở khu vực nửa trên, đỏ nồng từ Dokla lượng sát thương rất nhiều, và Rocklet bắt buộc phải lùi vào nhịp. Anh ta vẫn quay ngược trở lại tấn công người đối phương, một chấm máu từ Dokla. Rocklet đang đánh nhưng ok á. Dokla vẫn tạm thời an toàn khi mà khi với lượng được kích lên. Và đã có một chút khó khăn dành cho On rồi. Còn đường giữa thì sao nào, hiện tại 39 so với 43 chỉ số lính. Palafox đang farm rất là tốt nha. Anh ta thậm chí anh ta farm hơn so với cả người chơi đường giữa của Zichu Sport cơ, mặc dù đối phương cầm mưa kiếm. Và những thông tin của Palafox này đánh tốt vậy ta. Mặc dù những cái lợi thế đó nó hơi nhỏ chút xíu thôi, nhưng nó cũng giúp cho người trên rừng có thể đạt cấp độ 6 trước so với đối phương. Và hơn nữa những cái thời điểm khó khăn của Sivir hay là Rumble đã qua đi. Đang là liên tục muốn căng thêm lên khu vực ở trên khi mà Yai cũng bắt đầu di chuyển lên khu vực ở trên. Nhưng Dokla cấp độ 6 rồi, rất khó để có thể găng vào top lane của NRG. Có nghĩa là Yai đang hơi quá chấp niệm trong việc là muốn tấn công vào của Dokla. Nhưng mà Poppy cũng không thể nào farm nhanh được anh Chí à. Do đó thì Dokla, xin lỗi mọi người, đó là Yai bắt buộc phải di chuyển trên bản đồ. Và Dokla bây giờ thả hơi tên lửa đảm bảo chắc chắn anh ta sẽ an toàn ở tên lính này, bởi vì rừng của anh ta đang farm và từng đó nó sẽ giúp cho người chơi rừng của NRG có thêm những khoảng trống để farm tiếp. Bây giờ mục tiêu sông không có, hiện tại ăn cua sông dưới chuẩn bị hồi sinh rồi. Trong khi đó thì các TV của Zichu Sport họ giải mắt rất nhiều nha. Khu vực sông đang có 3 con mắt của Zichu Sport. Quá khó. Nhịp độ này cơ, hai đội đội hình hai đội này anh em ngủ giấc dậy coi đánh nhau nè. Tại vì họ đang bị quá tốn thời gian. Ngủ một xíu rồi dậy coi đánh nhau nha nè. Và chắc chắn là cái nhịp độ để có thể tiến ra cua ở khu vực nửa dưới là nhỉnh hơn dành cho NRG. Chưa kể đó thấy lính ở khu vực nửa dưới cũng phần nào đó không quá thuận tiện dành cho NRG. Đúng là như vậy. Và khi mà con bài Rakan có cấp độ, đặc biệt là trước sau cấp độ 6, thì chắc chắn Rakan nó sẽ không ngại Nautilus như ở thời điểm đầu ván đấu nữa. Và bây giờ thì Mikic cùng với cả Hasama đã có đẩy càng càng tốt, đảm bảo chắc chắn Yai sẽ có được con cua ở sông dưới này. Và họ đã có được con cua. À không, họ chưa có con cua. Chưa có con cua sắp hồi sinh. Và đây là thời điểm mà Zichu Sport họ chủ động hơn trong việc kiểm soát con cua này. Những cái nỗ lực rất lớn từ bên phía của Zichu, đặc biệt là ở khu vực đường dưới, và khu vực đường dưới để có thể bù nhịp ngược trở lại dành cho Yai. Nhưng mà Yai thì đang lại tốn một chút thời gian để tấn công vào bên trong khu vực hang rồng mà. Bên phía của Zichu lại quyết định là khởi động rồng ở một cái thời điểm rất sớm, và NRG hoàn toàn đủ khả năng can thiệp. Ixna đã bắt đầu tiến ra. Palafox cũng là như vậy, dịch chuyển bắt đầu tới. Đầu tư từ bên phía của NRG, họ lợi thế về người ở khu vực này. Họ tiếp cận vào người của Mikis và khiến cho Mikis mất tốc biến. Sau đó, rồng đang được tấn công. Trong khi đó khu vực nửa trên, BB thì dùng luôn cả chiêu cuối để dọn lính.
Như vậy là bóc đi tấp biến đến từ bị kích ở pha tấn vừa rồi, Ixna cũng mất đi tấp biến và điều này đồng nghĩa việc là rồng sẽ thuộc về các thành viên của NRG. Trong khi đó thì một con Orb ở đường trên sẽ hướng tới là một lớp kiên trụ. Và hơn nữa, liệu Rumble trong này Doppler ta xuống đường lên đường trên này có bị mất nhiều lính hay không? Tôi nghĩ là không mất quá nhiều lính đâu. Và tình huống vừa rồi trao đổi, NRG họ là đội tuyển có lời hơn so với đối phương. Nếu mà xét về thế trận về lâu về dài thì NRG sẽ có lời. Nhưng mà xét về lượng kinh tế nhất thời thì ít nhất là họ bù lại được một con On sẽ có được khả năng chống chịu rất tốt ở khu vực nửa trên. Với những lượng tài nguyên mà Brokenlet có, anh ta không hẳn là hơn về farm, mà anh ta còn hơn được về một lớp giáp trụ ở khu vực nửa trên bản đồ. Và hơn nữa thì Brokenlet không, Brokenlet đã đầu tư một cái dịch chuyển lên đường trên rồi. Anh ta không dịch chuyển ở Phantom Lock rồi bởi vì anh ta không có. Còn Bloodline ta sử dụng dịch chuyển để hỗ trợ dành cho những người đồng đội của mình. Một dòng đổi lấy những cái lớp kinh tế, một cái lớp kiến trụ đường trên và những cái chỉ số lính ở đường trên thì nó không phải là quá lời dành cho NRG, nhưng ít nhất họ có cái thứ để làm vốn dành cho họ là một con rồng rồi. Tại vì cái lượng kinh tế nhất thời này nó chảy vào túi của BB thì thật ra cũng không phải là quá tối ưu. Nó nên chảy vào túi của các chủ lực và đó phải là Cap là người đẩy top thì may ra mới có lời cho bên phía của Lichu được. Và hơn nữa thì NRG họ là một đội tuyển có đội hình được đánh giá là mạnh hơn về giai đoạn mid game với Wombo combo. Thì do đó cái linh hồn rồng sẽ là thứ rất quan trọng dành cho họ trong ván thi đấu này. Bởi vì nếu như Zichu Esports họ có rồng. Ấy, Cap hình như là anh ta vừa mới mất chiêu, anh ta bị hất tung một nhịp và FBI đang tiến ra. Lượng sát thương này bóc máu thôi. Không nhiều. Nhưng sẽ là con sứ giả này thuộc về NRG ở trong thi đấu này. Doppla đã hồi chiêu cuối rồi. Có sứ giả phán quyết tung ra. Đánh thành công được vị trí con Jack bay rất xa. Và bây giờ trừng phạt free cho bên phía của Zichu, một tình huống có sứ giả nó rất ba chấm. Và sẽ là một pha tung chiêu cuối thành công, sứ giả phán quyết thành công. Bây giờ thì Broken Blade đang bắt đầu hướng tới là những cái lớp kiến trụ đứng trên này. Anh ta sắp có lớp kiến trụ thứ hai, không, kiến trụ thứ ba. Và anh ta có ba lớp kiến trụ rồi, đang rất xanh với một con On. Có luôn ngọn đúc thánh quang ở phút thứ 9 anh chí à. Rất giàu với một con On. Một tình huống Doppler ta bỏ lính để có thể can thiệp ra hàng sứ giả khe nứt, nhưng quyết định cuối cùng của anh ta lại không thành công. Và Yai giữ lại sứ giả, đồng thời là On có được kinh nghiệm cùng với cả là những cái lớp kiến trụ ở đường trên. Hình như là NRG họ đi máy bay nhiều quá cho nên bay nhiều riết quen. Một pha bay cực xa của Jack và không hề có khả năng quay ngược trở lại để có thể can thiệp vào khu vực hàng sứ giả. Và bỗng dưng con rồng đầu bây giờ nó bắt đầu hơi lỗ lỗ cho NRG rồi nha. Đúng vậy. Bây giờ thì các thành viên của NRG họ bắt đầu mới thấm rồi. Sự chênh lệch về cấp độ ở đường trên nó sẽ tạo ra ngay sau đây thôi. Và hơn nữa thì Broken Blade đang rất xanh với việc mà anh ta có được những lớp hiến trụ cùng với cả chỉ số kinh nghiệm kéo tung ra từ phía kích. Thấy luôn, hai bên gặp nhau nhưng có luôn cả thủ lĩnh tầm nhìn tung ra. Phanh lao vào đến từ Cap tiếp cận vào người của đối phương. Nhưng Bonlock ngay lập tức dùng bắt biến và đại để chứng trả ra. Nó khiến cho bên phía của Zichu mất người. Một mẹ hạ gục chiến công đầu cho bên phía kia là gì? Vì kia anh ta chơi rất chủ quan nha, anh ta định cố gắng hack na xe đối lộn đi mấy thằng này không, nhưng nên nhớ vẫn đánh nhau và dài mất đánh nhau đi không tiếp cận từ bên phía của Ixna. Còn phía bên này thì con Jack tấn công vào khu vực cua. Đúng là Zichu Esports họ có những cái ý tưởng mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Một tình huống mà cố gắng kéo đối phương ở trong hai thằng, mỗi thằng còn hai mạng, hơn nữa là mấy cái ta đã mất đi tấp biến từ mỗi thằng còn hai mạng mà đánh hèn như thế này con dòng một rồi. Do đó thì anh ta phải nằm xuống rất nhanh. Mặc dù là Hasama là người đẩy trước, nhưng NRG họ hiểu rằng xạ thủ mình đến sau. Đây có phải là mạng cuối đâu. Càng nhanh càng tốt. Và NRG họ có được chiến công đầu dành cho con Jack ở trong ván thi đấu này. Rồi, bỗng dưng là cái áp lực phải khai thác triệt để con sứ giả, nó lại đặt nặng lên các thành viên của Zichu. Nếu như với các khoảng cách vừa rồi, thật ra con sứ giả chỉ cần lấy hai lớp giáp trụ là ổn. Nhưng bây giờ thì con sứ giả cần phải lấy được nhiều hơn như vậy. Chứ nếu không con sứ giả này là con sứ giả không thực sự quá lời cho bên phía của Zichu rồi. Họ sẽ có được ít nhất là hai lớp kiên trụ và đang hướng tới lớp kiên trụ thứ ba. Nhưng tạm thời thì sẽ không có lớp kiên trụ. Mạng sau còn Fnatic mà. Tiền bây giờ thì Zichu vẫn đang hơn sau đối phương là tầm khoảng 500 tiền. Thế trận tôi vòng sau nhiều khi gặp Fnatic thì sao? Một bên thì đang có rồng, một bên thì có một chút lợi thế về mặt lượng tiền. Và nên nhớ rằng NRG vẫn là đội tuyển có ngưỡng sức mạnh đến sớm sau đối phương. Họ cần có rồng. Để gọi cà phê uống chuẩn bị coi trận. NRG sẽ là đội có được cái ngưỡng sức mạnh đến sớm hơn. Và Zichu sẽ là đội có được cái ngưỡng sức mạnh về sau nhỉnh hơn so với NRG với chất tướng của Azir, của Saiya. Bấm quảng cáo cho tỉnh ngủ nha anh em. Cảm ơn mọi người ủng hộ luôn. Nên cả hai bên có vẻ như vẫn đang hài lòng với thế trận này. Nhưng khu vực nửa trên, Doppler có thể bị tấn công Atom mất tốc biến. Có hỏa dư hiệu triệu được gọi ra và hất tung một nhịp bằng chiêu của Gia. Tuy nhiên, con dê nó không trúng vào người của Doppler. Và ta lùi về. Và anh ta sẽ sống sót ở trong tiếng này, chỉ mất đi tấp biến mà thôi. Trong khi đó bốn thành viên của lại còn A của NRG họ đang muốn kiểm soát con rồng thứ hai trong ván thi đấu này là con rồng lửa. Mikki bị tấn công, anh ta đã hồi tấp biến rồi. Anh ta không bị hất ngược trở về bởi quan địa chấn.
và tạm thời thì Mikis vẫn có thể an toàn, nhưng mà khu vực đường giữa liệu có cáp bị gắp được hay không? Đó là không, anh ta vẫn có thể lùi về được sau khi mà dọn xong bên khu vực đường giữa. Bây giờ Dopla có thể sẽ là người gặp nguy hiểm, cáp đang muốn di chuyển lên khu vực đứng trên. Dopla anh ta tỉnh thì anh ta nên chạy bộ về, nhưng chạy bộ về cũng khó sống. Thôi xong rồi, Dopla bây giờ bị kẹt ở trong trụ rồi, liệu có tên nhân dấu nha không? Đây chúng ta sẽ cùng chờ xem. Nhưng Broken Blade nó còn cái rờ thả lính mà giết nó làm gì. Băng trụ ở pha thi đấu này khá là mạo hiểm nha, còn ngọn đốt thánh quang còn băng trụ được đó. Nhưng quyết định là giải mưa tên lửa và lùi về thành công từ Dopla. Và sau pha trao đổi vừa rồi, gậy không thành công lên đường trên, NRG họ đã có được cái trụ ở cái con rồng thứ hai. Bây giờ họ đã tấn công xuống cái trụ thứ nhất ở đường dưới này và liên tiếp là những tình huống có lợi dành cho NRG. Quá có lợi vì tình huống vừa rồi là Zichu họ chờ rất lâu để đợt lính có thể tiếp cận, nhưng mà phía bên kia là một con Rumble rải một cái mưa tên lửa giải quyết hoàn toàn mọi vấn đề. Em đi vô mấy cái group mà của fan, thí dụ như fan T1 á, mấy cái group hoặc là mấy group nào có fan của những đội LCK ở Việt Nam, em hỏi trong đó. Bây giờ anh cũng thường mấy cái đó là mua lậu không có trang web ấy, kéo hay vậy. Trúng vào người của FBI và sẽ thương bắt đầu tung ra pha rút lông giữ chơi thành công, có luôn cái thương rất nhiều. FBI bắt một phải bắn tốc biến và tung công từ Hansama tốc biến lên bắn xét thương 100 FBI đã phải nằm xuống một mạng cho Hansama và bên phía của Zichu vẫn đang đánh thêm. Họ tiếp cận vào Ikna và Ikna có thể sống được, nhưng một tình huống cơ gạt ổn từ bên phía của Zichu, một tình huống kéo rất hay từ Mikic và lấy được mạng người chơi xạ thủ đối phương, và đặc biệt là mạng đó dành cho Hansama, một người chơi đang rất cần tiền trên người. CV trong tay của FBI có một phần chủ quan nào đó và anh ta phải nằm xuống ở pha thi đấu vừa rồi. Và sẽ là một mạng gỡ gạc lại được đến từ Zichu Sport. Mất các lưu động kìa, biết không? Biết không? Và kiểm soát con cua trên từ bên phía của Cap. Đây là mật đó giờ sống được đầu tư. Cap dùng luôn cả phần chia thiên hạ. Hay. Con cua vẫn thuộc về bên phía của Zichu. Nhưng mà Dopla đang muốn chạy. Lấy cái tốc biến không? Lấy cái tốc biến không? Cap bị làm chạm một nhịp. Còn Jack đang tiến lên. Cap hồi chưa anh ta hồi chưa rồi thoát khỏi được đại địa chấn sau va combo của mình, và Cap vẫn đang an toàn. Sau đó thì Rocket League trả sự ngược trở lại. Ikna cộng với Mikis di chuyển lên khu vực ở trên. Các thành viên của Zichu vẫn đang cố gắng. Dopla không tốc biến. Phải di chuyển được gọi pha lao và hất tung thành công vào người của Cap. Cap đang cố gắng lùi. Hất tung ngược trở lại vào người của Dopla. Dopla cũng đang gặp nhiều nguy hiểm. Bây giờ Jay bắt đầu tiến tới. Anh ta muốn tìm kiếm một ai? Anh ta muốn tấn công vào của Dopla, nhưng Dopla đã về rồi. Sau đó họ ủi vào con Jack. Con Jack tốc biến combo giữ cho thành công và chắc chắn thành công được Cap. Một mạng cho bên phía của Energy và họ đã lên và đánh chiếc cuối ngược trở về của Jay và bên phía của Zichu sẽ xin phép được giãn hòa khu vực này và mốc để từ Mikis. Xích. Và sẽ là một tình huống một mạng dành cho NRG. Hai team đã thể hiện pha giao tranh rất hốt loạn và người phải lên bản đồ số đó là Cap với một tình huống combo đến từ con Xích đỡ buồn ngủ anh em. Pha xuất hiện tráng bởi Ikna ở pha từ lâu rồi và người nằm xuống lại là Cap. Thực ra Zichu Sport họ có ý đồ phản công bởi vì họ biết rằng NRG đã tung ra rất nhiều chiêu thức để cố gắng ganh vào người Cap rồi. Cap bước nhảy đầu tiên của anh ta rất hay, nhưng rõ ràng là anh ta thiếu đi cái bắt đầu vô có đây, chúng ta kéo hay quá. Xem đại pha này kéo rất ảo xuyên qua con lính đến từ Mikic, cái đường kéo đấy khiến cho FBI anh ta đây gọi là siết liên lục địa anh em, siết đại tây dương. Còn ở đường trên lát nữa chúng ta sẽ cùng xem lại. Đây Cam giữ lại con cua, anh ta né ganh đó, tốt với phân chia siết nhào lộn, không combo bội vội về bởi vì anh ta biết rằng anh ta đang đứng ở trên siết lửa. Ở đây Dopla anh ta bị đỏ nòng. Hơi đáng tiếc là không có la móc điện ở trong tiếng này để khiến cho Cap có thể gặp khó khăn. Chiếc xuyên tường. Nhưng ở tình huống sau đó, cố gắng đủ mọi thể loại xiếc. Bởi vì họ biết rằng NRG đã tung ra rất nhiều chiêu thức. Cap lại có xiếc đu dây. Sự chủ thiếu đi cái sự bình tĩnh. Xiếc khỉ. Tấn công vào hai thành của Zichu ở khu vực này, đó là pha combo vào giữa chân thành công của Mikis. Anh ta đang bị nhồi CC và đã phải nằm xuống mà hạ gục nó dành cho Contract. Và Jay cũng phải đầu tư luôn cái tốc biến của mình. Và thậm chí là Mikis còn tốc biến ở trên người. Anh ta không thể nào sử dụng được phép bổ trợ cực kỳ quan trọng để sống sót ở pha thi đấu rồi. Với những hiệu khống chế được bồi vào từ Ikna cùng với cả Contract, tỷ số hiện tại là 3-1 dành cho NRG. Và họ đang có được một thế tiền ngang mà anh em, đội hình của Zichu tiền ngang đánh bình thường thoải mái không vấn đề. Và chắc chắn linh hồn rồng sẽ là thứ mà họ đang cần, bởi vì đây là linh hồn rồng hạch cách, một linh hồn rồng công nghệ, một linh hồn rồng được đánh giá là đẹp dành cho đội hình nhiều sát thương. Quá thơm với NRG ở trong cả hai ván đấu khi mà linh hồn rồng công nghệ xuất hiện, và ở trong cái thế trận họ có được rồng từ rất sớm. Đây hãy cùng xem pha này, góc kiểm soát tầm nhìn nó không thực sự là đẹp đến từ Zichu Sport, cái đường về của họ cũng rất là xa nữa. Thằng Jay bấm cái đúp sớm dữ vậy, khó bởi vì rõ ràng Ikna có để cái đúp đó, để cái đúp đó còn cứu thằng Mikki nữa. Ông bấm cái đúp đó, ông chạy trước tới lúc con Zaba nó combo vô lấy gì cản, sẽ là người vừa có khả năng gây sát thương, sống chỉ biết thân mình vào đó, cái lượng sát thương mà Zichu Sport có thể gây ra. Bây giờ thì Zichu ông bật cái đúp lên, ông chạy nhanh, con Nautilus bị nó combo vô chết queo, đặc biệt là con dòng tiếp theo bởi vì những phép bổ trợ đồng đội chưa hồi với cái đầu bờ, đặc biệt là họ ở bên phía đội xanh nữa. Cái việc đội xanh tiến ra khu vực rồng là một điều khó khăn
được cái là họ đang có một con sứ giả làm vốn trên người. Thì với con sứ giả này ít nhất là họ sẽ kiểm soát được khu vực đường giữa và sau đó tiến vào bên trong khu vực hang rồng. Nhưng để Sivir ra đường giữa phòng thủ thì rất là khó trong việc đẩy, bởi vì Sivir anh ta là người chơi có khả năng đẩy rất nhanh, đã hoàn thành xong móc diệt quái bởi FBI rồi. Và bây giờ thì con Jack đang muốn làm gì đây? Anh ta đang muốn lùa luôn qua con cua của đối phương. Và anh ta sẽ chạy thẳng vào đường giữa này. Đứng ở trong bụi không? Quyết định là chạy thẳng ra khu vực đó là hang rồng. Đây là thời điểm mà cả hai team sẽ bắt đầu đi chung với nhau, và Humbo combo của NRG sẽ phát huy tối đa sức mạnh trong pha giao tranh này. Lợi thế nhưng mà Zichu có là một con Orn rất xanh ở khu vực nơi trên, với nhiều lối giáp trụ và lượng chỉ số lính không thua so với rừng bộ phía bên kia. Nhưng mà Zichu vẫn đang giữ sứ giả. Ba rồng cho NRG. Và họ đang bắt đầu tấn công vào bên trong khu vực rồng. NRG thì đang bị chia nhiều góc. Góc này hơi khó, Nocta sẽ phải là người cần tấn công trước. Anh ta bị tấn công người trở lại, mà Dayshop được dùng nhưng nó không mang mục đích gì cả. Ui, mở đường máu, mở đường, ui, cứu Hasama. Hai bên lao vào nhau, Contract tiếp cận với Hasama. Hasama bung lông và rút người trở về được. Và Hasama đang được bắn dài có được bằng công ty. Nhưng là một đội bóng nhiều đam hết ta. Dài cực kỳ thấp máu, đó là pha vị thạch từ bên phía của bóng. Hai bên cũng... Và có được bằng công ty theo cho bên phía của NRG. Cắp xỉa. Và Rafa bị hất tung. Bóng đồng hồ là Nocta ta mất tốc biến sau tình huống tấn công của Zichu. Và là Faker. 1, 2, 3 mạng cho bên phía của NRG rồi. Ui, gặp vô đầu. Ui, một cái gương bơ bình rằng rất vô tình từ FBI. Và FBI anh ta có được mạng của người chơi xạ thủ đối phương. Và quá hay. Cap di chuyển rất là hớ hênh ở pha thứ FBI mở cửa ra kìa. Sao anh Chí à? Không có được một cảm giác tốt nhất, anh ta cũng hơi chủ quan cho những bước di chuyển của mình nữa. Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Tình huống mặt đất dậy sóng tung ra nó rất là đẹp, nhưng có sự hỗ trợ từ On để tạo ra một đường về. Mưa tên lửa giải ra rất khó chịu, nó đốt được người của Hasama và ép cho Hasama phải dừng chung cuối. Trọng đó ra van trong tay con Talia đứng phía trên quăng gạch ác thiệt. Rằng là mình có thể sẽ gặp Ba La Phốc nhiều đam lắm luôn á. Rồi tạo ra một thế là đóng lồng đối phương. Ba La Phốc nó hay quá, nó đền nó chơi nó núp. 4 đánh 3, nhưng rõ ràng máu của Zichu Sport còn và qua địa chấn quyết định. Ba La Phốc hay quá. Xuống nó quăng nạn ném gạch, ném gạch vào mồm một phát nè. Hai phát nè. Và Ba La Phốc cùng với cả con Trách đều đã thi đấu rất xuất sắc ở pha thi đấu này, và cái mưa tên lửa trong tay của Dopla tạo ra những cái sự khó khăn nhất định dành cho Zichu Sport. Bây giờ NRG họ đã có được 3 con rồng rồi, họ đã hơn đối phương là 1k tiền và lợi thế của họ là rất lớn để kiểm soát con rồng này. Đúng. Và con sứ giả hình như là sứ giả được khai thác ở khu vực đường trên. Nó không phải là sứ giả khai thác ở khu vực đường giữa để có thể giúp cho bên phía Zichu tiến vào con rồng vừa rồi. Và con sứ giả này là để gỡ lỗ mà thôi, chứ không phải là tạo ra một cái điểm nhấn gì cho bên phía của Zichu. Hình nền Ari anh em. Họ sẽ cố gắng là mình xài cái bộ hình nền Ari mà. Nhưng với khả năng phòng ngự này của Ba La Phốc, của con Jack. Rồi, con sứ giả này đường đến trụ xa lắm. Đúng là như vậy, rất khó để hút được vào trụ. Và như vậy con sứ giả nó không tạo ra được những cái áp lực nhất định. Nếu như Zichu Sport họ thả ra đường giữa, họ chạy ra. Ê, các bạn thấy sau lưng mình là cái figure Ari dễ dàng hơn dành cho Zichu. Nhưng không, quyết định của họ là giữ sứ giả để tiến ra khu hang rồng. Và họ chẳng có cái gì cả. Họ mất mạng, mất cả con rồng. Bây giờ thì họ thả sứ giả thế đất cũng chẳng rớt in game của mình. Niềm tin đến từ Zichu trong ván thi đấu này. Đầu tiên đó là con On. On giờ cơ độ 13, đã bắt đầu rèn đồ cho chính anh ta rồi. Và sau đó là sẽ rèn đồ cho những người đồng đội của mình. Và Zichu Sport họ sẽ cần phải bình tĩnh hơn trong những pha giao tranh quan trọng. Nhưng đặc biệt là con rồng tiếp theo. Liệu rằng NRG có khiến cho đối phương gặp khó khăn thêm một lần nữa hay không? Trụ một khu vực đường dưới. Và là cái trụ một ở trên toàn bản đồ đúng không? Đúng, đúng. Đó là cái trụ một trên toàn bản đồ ở thời điểm phút thứ 21 của ván đấu. Một cái ván đấu nhịp độ rất chậm nhưng mà NRG rất khoái cái nhịp độ như thế này. Và NRG họ cũng đánh rất chắc chắn nữa. Họ khai thác những tình huống di chuyển sai lầm đến từ Cap. Và nó khiến cho Cap phải làm xuống lên bản đồ số tới tận 2 lần rồi. Ba La Phốc đang gặp khó khăn. Còn một con xe. Và Ba La Phốc đã giải quyết xong con xe nhưng vẫn mất công thành công sau đó. Là Cap lao vào thủ rồi, đi đâu vậy bạn? Dứt điểm thành công được Cap. Giai cũng đang bị giữ chân. Anh ta cũng đi. Nhưng anh ta mới có tốc biến vẫn đi. Ui. Biến nhưng vẫn công trách combo ảo vậy. Combo kill dành cho con Jack. Igna đang tới ở tuyến sau. Combo chậm về vẫn kịp. Chân ở đây. Anh tiếp cận vào người của Rocklet. Rocklet có thổi bởi. Quá hay luôn. Tung pha móc ngược trở về đến từ bên phía của mình. Đó là mưa tên lửa. Nó ra ban quỷ, ra ban quỷ, ra ban quỷ. Hansama đi. Là đủ để giúp chúng ta có được hàng cục chậm nhưng cuối cùng còn phải xuống. Là tốc biến bắn đến từ FBI. Baron Mikis nằm xuống. Bây không cần trừng phạt luôn cũng được. Duy nhất một người sống sót đó là Broken Blade. Anh ta rất khó để can thiệp ra khu vực này. Và FBI ở vị trí phía sau anh ta bắn mà không gặp bất cứ một sự khó khăn, một sự cản trở nào đến từ các thành viên của Zichu Sport. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại này. Cái giá thì phải trả. Kết nữa, mọi hai người. Cái chiêu cuối trả giá. Tới đó là con Jack. Ăn được cái mạng của Ba La Faker. Để úp thẳng vào người. Ăn được cái mạng của Ba La Faker. Trả giá quá đắt. Và Yai sẽ là mục tiêu tiếp theo khi mà anh ta bị cô lập cùng với những người. Tao ăn ác quỷ anh em ơi. NRG họ cố gắng chài đối phương.
và một cái mưa tên lửa tung ra nó giải quyết tất cả mọi thứ ở pha thi đấu này, mặc dù vẫn phải nằm xuống ở một người, đó là Contract. Cháy rồi, ba thằng nó gây quá nhiều sát thương. Hazama sau khi sử dụng chiêu cuối thì ta cũng phải nằm xuống và tấp biến lấy mạng của người chơi hỗ trợ đối phương để lấy con Baron này, nhưng Baron không thành công đến từ NRG. Mặc dù là chưa có Baron nhưng mà lợi thế vẫn đang được duy trì quá nhiều dành cho hạt giống số 1 của khu vực Bắc Mỹ. Họ đang dẫn trước về tiền so với Zichu và như quan trọng nhất là về rồng, ba rồng đã có rồi. Và hơn nữa là cái giao đoạn đi lên khó thở của một con Sivir Rakan đã qua đi. Mày đang cô stream chung kết thế giới không có nói game khác được. Khó thở trước một con On cũng đã qua đi dành cho Dokla rồi. Giai đoạn 2 đến 3 món trang bị là thời điểm mà NRG rất khỏe với Wumbo combo đại đại trấn kết hợp với cả một cái mưa tên lửa giải ra. Và NRG bây giờ họ là người đã tiến tới ngưỡng sức mạnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ đã có được 3 con rồng làm 4 rồi. Nhiệm vụ của họ sẽ là kiểm soát con rồng tiếp theo để hướng tới là linh hồn rồng. Và cái quan trọng là cái trụ một khu vực lưng giữa vẫn là một nơi níu chân khá tốt dành cho bên phía của NRG, giúp cho họ vẫn giữ được thế cân bằng ở khu vực lưng giữa. Hiện tại thì On đã kịp thời rèn đồ dành cho Hazama rồi để giúp cho anh chàng này có thể gây sát thương cho giao tranh tổng, níu kéo những cái hy vọng dành cho Zichu Esports ở trong cặp thi đấu này. Tất nhiên lợi thế dành cho NRG là rất lớn nha, nhưng Zichu Esports không phải là không có cơ hội để bật ngược lại. Họ đang có một con On có thể rèn đồ hơn nữa thì Azir trong cảnh khác. Con dấu tên nha, NRG mà vô là cũng ảo ma thiệt đó. Chắc chắn rồi, Zichu Esports họ phải hướng tới là con rồng này. CV của kêu nó khung nhà giải trợ gì mà nó vô tới luôn, vô tới tứ kết luôn. Anh ta bị lạc quẻ. Anh ta đã đứng hơi xa so với những người đồng đội của mình. NA last hop mới. Góc này là một góc khá là khó bởi vì đội 1 tiến ra khung hàng rồng. Có hai đến nha. Khó khăn và hơn nữa mưa tên lửa của Rumble nó sẽ là một cái thứ vũ khí nguy hiểm. Tối quá, cái góc đó tối quá, cái góc đó tối quá, có con mắt không? Tầm nhìn từ bên phía của Zichu, họ không kiểm soát được bụi ở nửa trên. Không chính xác là cái bụi ở gần khu vực bụi xanh của NRG. Ít nhất là có một con mắt cắm ra để có được một chút tầm nhìn. Và rồng này được ăn từ các thành viên của Zichu. Họ sẽ ordin tất cả mọi thứ vào con rồng này. Đó là mà đây sắp được dùng. Ôi, con dai hụt chiêu cuối rồi. Dùng bên phía của NRG bắt đầu làm vào họ tiếp cận vào người của Cap. Mikis bắt một hộ tông biến. Cap lao vào phần chi thể đẩy được hai người. Nhưng điểm thành công được một hành vi. Đó là vị trí của FBI. Nhưng cũng ngay lập tức Cap nằm xuống là 1-1. Rồng co ui, cho rồng thằng Balafox ăn luôn. Hoặc thành công được hộ của người. Nhưng họ đang bị tấn công và họ mất thêm một người nữa. Đó là màn chấm dứt dành cho Hansama. Và giờ Zichu có 4 người, họ đang muốn di chuyển về khu vực Hamaron hả? Và nếu như không ăn được đâu. Hai ở pha thế này nhưng lại mất linh hồn rồng thì không ăn được đâu. Họ chắc chắn là họ không có lời đối phương rồi. Một tình huống giữ lại con rồng dành cho Palafox. Cú móc vào tường của Mickey. Và nó nằm xuống. Đây là cảnh cũ lần hai lặp lại. Và bên phía của Zichu bỗng dưng bằng người so với NRG. Hazama quá thấp máu, không thể nào tấn công vào bên trong Baron được. Và cuối cùng lại là 2-2 ở pha thế đấu rồi. Mất linh hồn rồng. Bây giờ Palafox tấp biến. Quan địa chấn không thành công và tại vì hết tùng ngược trở lại sẽ sử dụng vào những nó chưa đủ. Palafox quá an toàn, anh ta có siêu kích lên và người nằm xuống là BB. Và sức mạnh của Rumble cùng với cả Raka nó thể hiện rõ ràng. Cặp sông, cặp sông, quá cơ động cùng với nhiều sát thương. Chống cự. Khiến cho đội hình thể hai chống cự hệ. Sport bị chia cách thành hai bảng. Động lực cuối cùng, động lực cuối cùng. Led phải lên bảng số rồi. Động lực cuối cùng của hệ hai. Baron Cap không có tầm nhìn. Anh ta động lực cuối cùng. Tối như tiền đồ của chị dậu. Và Cap rất khó để có thể tiếp cận vào khu vực Anbaron. Thậm chí là tấn công với hai thành viên của NRG. Cố gắng dùng con Ikna, cố gắng kéo theo Ikna nhưng không thành công. Ikna đủ đội cơ động và anh ta lưu được. Xong rồi. Và Baron đã có. Đốc là nó ác, đốc là nó đốt, đốc là nó đốt. Đốc là lao vào tìm kiếm món gà nướng cho bản thân mình. Và sẽ là quét sạch không? Không có một tình huống quét sạch nhưng Cap là phải lấy bản số thêm một lần nữa rồi. Anh ta đã nằm xuống tới tận 5 mạng trong ván thi đấu này. Và Baron thuộc về các thành viên của NRG. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này, tình huống setup để cố gắng lấy con rồng dành cho NRG khi mà họ focus thẳng vào người của Mikic trước. Và sau đó là phân chia thiệt hạ cùng với cả một con Poppy ủi vai nó khiến cho con Rumble nó cúng 5 mạng thì phải. Vẫn còn đó là Palafox cùng với cả là Zavan trong tay con Jack giữ lại con rồng và giữ lại những cái hy vọng dành cho NRG. Và từ đó NRG họ có linh hồn rồng. Họ pha có một pha sao thả nó hụt hẳn đi Mikic một cách rất là thả hụt hẳn em trúng vô tường nữa của Zichu Sport là móc vô đất đi đỡ chết. Và đây là sức mạnh của một móc con Poppy còn đúng cái mép tường nữa là một sức mạnh của một con Rakan kết hợp với cả tới số rồi Mikic tới số Talia. Nó thể hiện rõ ràng ở pha trận này. Talia trong tay của Palafox ném đá quá kinh dị và từ đó giúp cho NRG có được con Baron đầu tiên ở trong ván thi đấu này. 6.000 tiền quy quy hả? Lại Baron cộng với lại linh hồn rồng công nghệ. Đây là một cái đối thủ quá khổng lồ dành cho NRG và họ đang chạm rất gần vòng chiến thắng 2-0 trong cặp BO3 này.
họ đang chạm rất gần với tấm vé đầu tiên cho một đại diện của Bắc Mỹ đến với tứ kết. Đúng là như vậy. Ngỡ rằng NLG không được đánh giá quá cao trước G2 Sport và thậm chí là NLG cũng không được đánh giá quá cao ở mùa giải năm nay. Tại sao mình lại tin với thằng kia hai ta? Đang hướng tới chiến thắng trước G2 Sport Seed 1 của EU. Và hơn nữa, sao? Họ sẽ là đội tuyển đầu tiên của khu vực Bắc Mỹ hướng đi lừa bao nhiêu lần rồi. Móc giữa giờ thành công của Ina, nhưng ít ra có đồng hồ và anh ta vẫn đang rất an toàn ở khu vực này. Trong khi đó khu vực nửa trên, NLG đang đẩy với 3 người. Họ dễ dàng có được trụ hai khu vực nửa trên. Và G2 bất lực hoàn toàn. Đánh rất bay đến từ NLG. Bây giờ đang đẩy lên đường trên, mặt đất giật sóng tung ra để đảm bảo chắc chắn rằng họ sẽ có những cái lợi thế. Ui, một tên lửa đại ra và nó khiến G2 gặp rất nhiều khó khăn. Mikis đây là người bị tấn công, anh ta trả lại một cái thứ đó làm gì. Và có Luka hỏa diệu triệu hất tung thành công phần của Độc Lạc và lao vào đến từ cap, nhưng nhìn nó khá chậm. Tuy nhiên người nằm xuống trước lại là cap một đội một nước luôn. Bên phía NLG vẫn lợi hơn vì họ có Yusei. NLG là đội phương Tây đầu tiên tiến vô tứ kết. Cho bên phía NLG là double kill thì FBI vẫn đang bắn liên tục. Ác quỷ. Đó chính là FBI. FBI lên tiền và triple kill. Và sẽ là chiến thắng dành cho NLG. NLG hơn yêu. Trong tiếng này đó là một dòng công nghệ hạ xa má bung chiêu cuối ra, nhưng ta chỉ là cá nằm trên thớt mà thôi. Chiến thắng thuộc về NLG với pha quadra kill trong tay của FBI. Và cap trong trận thi đấu này, ông mà anh ta đánh như mơ ngủ vậy. Liên tiếp là những tình huống lao và giao tranh mà anh ta không tìm được mục tiêu với phong cách lên đồ gây sát thương ở tuyến sau. Và anh ta nằm xuống tới tận 6 mạng. Và chính thức NLG là đội không, tuyển tiến mình vào khu vực nghĩ là kết. Không chửi mấy thằng Izu đánh dở được mà ngày hôm nay NLG đánh hay quá. Không phải tin được cái hành trình mà NLG. Mình nghĩ chúng ta phải khen chúng ta phải khen tụi NLG ngày hôm nay đánh quá hay đi. Ê, mày Bala Fox đánh đúng Bala Faker luôn chứ không phải là Bala Fox, đó là Bala Faker. Châu Âu ở tại cái kỳ chung kết thế giới này với rất nhiều chiến thắng thuộc về khu vực. Cháy dã man. Rõ ràng là rất nhiều người nghi ngờ sức mạnh của NLG bởi vì họ tiến tới vòng 21 sau khi giành chiến thắng trước hai đội tuyển được đánh giá là tương đối yếu, đó là Team Liquid cùng với cả Mad Lion. Giống số 1 Bắc Mỹ có khác. Ngày hôm nay họ đã đả bại Seed 1 của EU. Điều vâng, này chứng nha. Tỏ một điều rằng ôi, cái nhánh dưới. Nhánh dưới bây giờ có Jitsu, có DK, có Weibo. Một cái chiến thắng quá xinh đẹp. Nhánh dưới ác quỷ. Dành cho bên phía. Nhánh dưới còn đang chờ đón thêm là và à KT chứ. KT nữa. NA lớn hơn EU. Đúng rồi. Và anh nhớ cái lúc trong chờ đón thêm mà T1 với BLG xuống nữa. Siêu. Siêu. Rất rõ ràng từ bên phía của NRG một chiến thắng nhánh 22 ác quỷ. Được xem như là một chiến thắng gần như áo trình hoàn toàn so với Chu, tại vì từ về mặt macro nhánh 22 ác quỷ ở dưới tổng và khả năng đi đường, họ hoàn toàn không thua gì so với Chu ở trong ngày hôm nay. Và thậm chí là họ đánh bay hơn nhiều so với cả Chu trong ngày thi đấu này ở cả ván thi đấu thứ nhất và ván thi đấu thứ hai. Thậm chí là họ đánh thậm chí còn áo trình so với đối phương luôn.